Xin chào quý vị khán giả, hôm nay là thứ hai, ngày 17 tháng 9 2018. Cát Linh lên sóng để chia sẻ với mọi người một cái chủ đề liên quan đến giới trẻ. Chúng ta vẫn đang theo dõi sự việc tối ngày 16 tháng 9, tức là ngày hôm qua đúng không ạ? Ở Hồ Tây, quận Tây Hồ, công viên nước Hồ Tây thì đã có một cái sự kiện, đó là đêm nhạc, tổ chức cái sự kiện đêm nhạc du hành tới mặt trăng do công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối Á Châu tổ chức tại công viên nước Hồ Tây. Thì có khoảng 5.000 người tham gia, và đặc biệt là giới trẻ. Cái giá vé của mỗi vé mà tham gia là 650.000 đồng, một giá vé khá cao so với học sinh sinh viên. Và đã có khoảng 5.000 bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia. Mọi người nghe có được không ạ? Thì có một cái điều đáng buồn, đó là đã xảy ra sự việc có 7 thanh niên đã tử vong, và cơ quan công an kết luận là họ dương tính với ma túy, vì thế đã tử vong. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều một số bạn nữa cũng đang bị cấp cứu, hôn mê, tình trạng hôn mê ở trong bệnh viện. Đấy, 7 người, 7 thanh niên ở từ độ tuổi 9x, 9x, 91, chủ yếu là từ 94 đến 2000, độ tuổi rất trẻ. Rất trẻ. 2000 thì chỉ mới 18 tuổi thôi, đúng không? Mà các bạn ấy dương tính với ma túy và bị sốc thuốc chết. Các vị xin chia buồn. Đây không phải chúng ta có nhiều người, rất là nhiều người bình luận là chết đi thì bớt 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 những cái tệ nạn, nhưng không phải. Các Linh thấy đây là một sự việc đáng buồn mà chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa, đặc biệt hơn nữa đến cái xã hội của chúng ta, và đặc biệt là tệ nạn ở cái lớp trẻ hiện nay. Lớp trẻ hiện nay đó là một cái cuộc sống xa hoa xa đọa, cuộc sống không có mục đích sống, bị chơi vơi, bị mất niềm tin, nên đã xa vào những cái tệ nạn của xã hội. Các Linh sẽ đọc cho mọi người xem một số cách nhìn của người Việt chúng ta, vì các Linh xem trên báo rất nhiều, cho nên các Linh đọc được những cái cách nhìn của người Việt. Không muốn ác khẩu, nhưng trong thâm tâm mong bọn nghiện này chết hết đi để xã hội được an toàn hơn. Các Linh sẽ không đọc tên. Cảm ơn lễ hội và nhiệt liệt chào mừng quý khách đã đến đây để xã hội loại trừ được những cặn bã của đất nước. Đi nghe nhạc lần đầu, nhạc lớn quá em chịu không được nên em lên gặp chị Hằng luôn. Cái bình luận sao ít thế, nhiều người nghiện thế mà, chắc tụi này uống nhầm nước. Lên cung trăng chơi với chị Hằng luôn, bởi vì chủ đề đó là chủ đề là du hành tới mặt trăng, nên mọi người bình luận là lên cung trăng chơi với chị Hằng luôn. Nên tổ chức thường xuyên các đêm nhạc, lễ hội như vậy. Cảm ơn các cháu đã góp phần làm sạch xã hội. Một cái comment rất là đau buồn. Chết đi cho xã hội yên bình, chết là đáng, đỡ phí tiền đạn bắn bọn chúng. Mong bọn chúng đua nhau mà chết hết đi, thứ cặn bã không nên để chúng sống. Để một hình em bé lên và comment như vậy. Yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối Á Châu tổ chức một tuần 2 lần và nhân rộng các tỉnh để thanh lọc những thành phần cặn bã của xã hội. Tưởng sao chết, chơi ma túy chết cũng vừa, cảm ơn đêm nhạc hội. Những lũ nghiện này nên thăng thiên hết đi, cung trăng đi cho xã hội yên ổn, chết đi cho xã hội bớt rác, cần tổ chức thêm nhiều đêm như vậy để loại bỏ hạng người thành phần đó đi. Chúc mừng các cháu đã về với thế giới khác, xã hội đỡ bẩn.
Phải mạnh như Philippines không cần xét xử gặp là bắn, chết cho rộng chỗ. Chúc mừng xã hội thiện tai hậu quả của bệnh dân chơi là kết cục có hậu. Đấy. Các Linh không đọc hết, có rất nhiều, có hàng nghìn comment ở trên các tờ báo. Nhưng mà chúng ta nghe những comment đấy, những cái cách nhìn của các vị phụ huynh, các công dân ở trong đất nước chúng ta, thì chúng ta có cảm nhận như thế nào? Riêng các Linh cảm thấy đọc từng comment mà cảm thấy đau 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 lòng. Vì sao ạ? Tại sao chúng ta lại có thể thờ ơ và vô cảm đến như vậy? Biết đâu ngày mai chúng ta, con cháu của chúng ta thì sao? Về trách nhiệm của công ty đã tổ chức cái sự kiện đó các Linh không bàn đến. Nhưng mà về cái tệ nạn như giới trẻ hiện nay đang sống là cái mà các Linh rất là quan tâm và muốn nói. Chúng ta biết đấy ạ, đây chỉ là một sự kiện và những cái bạn này là những điển hình thôi. Còn nguyên nhân dẫn đến những cái đại nạn như hiện nay, cái tệ nạn trong giới trẻ như hiện nay, ma túy, hút chích, mại dâm rất nhiều, đó là gì? Có rất là nhiều nguyên nhân và các Linh nghĩ cái điều quan trọng nhất đó là từ gia đình, giáo dục gia đình. Các Linh thấy mọi người phụ huynh Việt Nam chúng ta rất là yêu thương con cái và họ có một cái cách yêu thương truyền thống, đó là chiều chuộng, nuông chiều con cái. Con cần gì cũng thích, chỉ cần con chăm học, con học được, con đi học đại học, thế là đã được rồi. Thế là mừng mở mày mở mặt với hàng xóm. Và con không học giỏi cũng cố cho con đi học đại học, cũng cố để cho con được vào cái trường mà bố mẹ mong muốn, mà không phải là con mong muốn. Học cho bố mẹ, học cho gia đình, học cho mặt mũi của bố mẹ và cho những người hàng xóm xung quanh, cho người thân. Cho nên là con cái thường đi học theo yêu cầu của bố mẹ, thường học theo mong muốn của bố mẹ. Cho nên khi mà chúng tôi không có một đam mê nào đó, khi mà cái gì chúng tôi không yêu thích thì lại sẵn sàng, chúng tôi sẵn sàng làm một theo một, nếu mà hết lựa chọn thì làm một cái cách là làm theo cái kiểu không 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 phục, luôn tìm cách phản đối. Cho nên là lỗi ở đây các Linh nghĩ lỗi lớn nhất đó là từ gia đình, giáo dục gia đình. Ở quê bố mẹ muốn con đi học đại học, thấy bố con ra Hà Nội, thấy con vào Sài Gòn, cứ nghĩ là con học rất tốt, rồi lâu lâu thấy con cứ một tháng hai lần, một tháng một lần xin là tiền học thêm, thêm tiếng Anh, thêm môn này môn kia, bởi vì ở trên trường dạy muôn vàn lý do. Và các Linh cũng từng đi học rồi cho nên là biết, không phải là sinh viên học hết cấp 3 nhưng mà cũng từng đi học rồi nên biết đủ muôn vàn lý do để xin tiền bố mẹ. Mặc dù ở quê bố mẹ cày ruộng, cày làm lúa, làm nông rất là vất vả, nuôi chăn nuôi từng con heo con bò rất là vất vả, bán từng bó rau, vay tiền cho con đi học đại học. Vì cái gì? Vì cái mặt mũi, vì sĩ diện. Vì sĩ diện muốn con mình đi học đại học. Muốn chặn một người này mà sao không chặn được? Thanh Thái Thái chặn. Vô chửi bới lung tung. Người ta đang nói chuyện và cần phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu không nghe thì cũng không sao cả. Các Linh đây là chia sẻ cho mọi người, đặc biệt là quý phụ huynh, bởi vì các Linh thấy cái cách giáo dục hiện nay của quý phụ huynh Việt Nam là đang rất là lạc hậu, và trong một cái thế giới văn minh thì chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta cần phải thay đổi bởi vì là nó không phù hợp. Bởi ngoài kia quý vị dạy, quý vị vẫn đưa tiền cho con, tin tưởng con, và có những nhà là gửi từng bó rau cho con vì là thấy thực phẩm bẩn, rồi thấy thực phẩm độc hại, cho nên là gửi từng bó rau, gửi từng cân thịt, gửi từng con gà ra cho con, gửi từng quả trứng ở quê ra cho con đi học đại học. Con vẫn rất là vui vẻ, kể cả các Linh cũng vậy, rất là vui vẻ khi mà gia đình cho gửi quà ra, của quê ra từng cân gạo. Bố mẹ làm ăn vất vả mà gửi cho con từng cân gạo, các Linh thật lấy, và mọi người, các bạn sinh viên cũng lấy. Nhưng mà lấy có dùng không? Lấy rồi để đó, lấy để cho cha mẹ vui mừng, để thấy là con mình cũng không đi ăn bừa ăn bãi, nhưng thực ra là đâu có ăn đâu. Để đấy không ăn nữa thì cho người ta, cho hàng xóm, không thì để mốc meo đi. Nên là có rất là cái cách mà giáo dục của
phụ huynh Việt Nam cần phải thay đổi. Hiện nay không chỉ là một cái đêm nhạc hội hôm qua là đã có 7 người chết, 7 thanh niên chết và độ tuổi trẻ nhất đó là 2000. Thì hiện nay sinh viên Việt Nam, sinh viên học sinh Việt Nam là đang báo động mà phụ huynh không hề hay biết. Phụ huynh không biết, hôm nay các Linh mách cho phụ huynh biết, các Linh chia sẻ cho phụ huynh biết bởi vì các Linh đang sống ở khu vực sinh viên. Vì thế cho nên là biết khá nhiều về đời sống sinh viên. Ôi sao mà đời sống sinh viên xa hoa thế. Những cái hàng tạp hóa xung quanh khu sinh viên các Linh nghĩ là sẽ rẻ hơn, nhưng thực chất là đắt hơn. Đắt hơn, nhưng khi hỏi bạn các Linh thì bạn ấy bảo là sinh viên là như vậy đấy, 1.000, 2.000 không quan trọng, 5.000 không quan trọng. Trong lúc là ở nhà bố mẹ thì bán từng bó rau để lấy 2.000, 5.000, đôi lúc mình nghĩ mình thấy buồn. Mình thấy buồn. Sinh viên, con gái thì mại dâm, cặp bồ, cặp đại gia, mại dâm, buôn bán mại dâm. Có cắt lịch quen một bạn, quen một anh lái xe Grab gần khu sinh viên ở đây. Và anh ấy bảo là em con gái có lẽ là không quan tâm, nhưng mà anh là con trai nên anh biết. Nếu mà em mở tìm độ tuổi từ 15 đến 25 xung quanh khu vực em đang sống và tìm con gái nhé, đừng tìm con trai, thì sẽ thấy là toàn là mời 1 giờ mấy tiếng, 1 giờ mấy 50.000, 1 giờ 70.000 cũng có. Tức là đây là khu vực sinh viên và đó là một tệ nạn mà các Linh chắc chắn là ở nhà bố mẹ cũng không mấy ai biết đâu, không biết làm sao mà biết được. Cứ tưởng là con đi học, cứ tưởng là con ngoan ngoãn, ở ngoài kia làm sao biết được, con gái thì theo trai, con gái thì đàn đúm bạn bè ăn chơi. Mình ở đây có rất là nhiều quán ăn vặt, vì thế mỗi lần đi ăn ít nhất cũng phải 80.000, 100.000, rủ thêm người đi ăn nữa. Ăn vặt nhưng cũng thiếu rất là nhiều, cũng rất là nhiều tiền. Nhưng mà ở nhà một lần đi ăn mời bạn bè ăn 200.000, tỉnh bơ, không có chuyện gì cả. Ở nhà bố mẹ đi làm, bố mẹ đi làm thì vất vả cả ngày mới được 200.000 để gửi ra cho con, thậm chí là vay tiền ngân hàng để gửi ra cho con đi học. Nhưng mà ở con ở ngoài kia thì sao, có biết đâu, có biết đâu. Biết nhưng mà vẫn vì cái gì đó, vì sĩ diện, vì tính ham chơi, vì đam mê chơi bời, vì không có đam mê học hành. Đó không phải là công việc nó yêu thích, không phải là môn học nó yêu thích, mà đang học vì nghĩa vụ, vì mình là con và vì phải nghe lời bố mẹ. Cho nên là dẫn đến những cái điều rất là tai hại. Bố mẹ không hề biết, một lần, một tháng, các bạn sinh viên phá thai một, hai lần, phụ huynh cũng không biết. Một lần, có khi 3 tháng, 2 lần, mỗi năm mấy lần, phụ huynh cũng không biết. Phụ huynh cũng không hề hay biết những cái chuyện đấy. Sinh viên nam thì lại chơi bời, chơi bài, vay nợ nần, rồi cướp, trộm cướp, rồi hút chích, rồi bài bạc rất là nhiều, mà phụ huynh làm sao mà biết được. Thấy con mình ngoan, nó chỉ, phụ huynh lúc nào cũng vậy, phụ huynh Việt Nam, con nhà tôi chỉ biết học, chỉ biết ăn và chơi, chỉ biết ăn và học thôi, không biết gì cả, nó không biết yêu đương là gì, nó không biết cờ bạc là gì. Ôi phụ huynh hồn nhiên quá, và cứ thế là cứ vay tiền, và cứ thế là làm việc cật lực để gửi tiền ra cho con, gửi từng bó rau quả trứng ra cho con, nhưng đâu biết là con mình đâu ăn trứng đâu. Nó đi ăn ở nhà hàng sang, nó mời bạn gái đi ăn ở nhà hàng sang, con gái thì lại đi cặp bồ với đại gia để ăn những cái nhà hàng sang trọng. Và có rất là nhiều người nói rằng tệ nạn đấy cũng đâu cũng có cả, và tệ nạn đấy là đương nhiên và chúng ta cần phải loại bỏ những cái thành phần đấy. Đúng rồi, ở đâu cũng có và chúng ta cũng cần loại bỏ, nhưng mà loại bỏ theo cách nào? Loại bỏ theo cái cách mà quý vị vừa comment ở đây, gọi là chúng nó phải chết đi, chúng nó phải chết đi để cho sạch xã hội, nhẹ trái đất, có phải là theo cái kiểu loại bỏ đấy không? Không. Khi mà chúng ta không có một nền tảng nhân bản, không có một nền tảng về đạo đức và định hướng trong cuộc sống, hiểu ra những cái giá trị của cuộc sống, thì chúng ta rất dễ bị sa ngã, rất dễ bị cám dỗ, rất dễ bị những cái
những cái thú vui trong cuộc sống lôi kéo. Ai, Cát Linh nghĩ rằng đối với tất cả chúng ta, đối với giới trẻ chúng ta, ai cũng từng như vậy cả. Ai cũng từng như vậy cả, ai cũng từng là có những cái phút giây muốn sa ngã, có những phút giây đã sa ngã. Nhưng làm sao đó để chúng ta có thể vượt qua những cái tình huống đó, vượt qua những cái cám dỗ đó. Chúng ta cần phải có gia đình. Gia đình là cái đầu tiên và cái quan trọng nhất. Dù khi chúng ta đã sa ngã, nhưng mà ai là người thương chúng ta, và ai, đâu là động lực để chúng ta cố gắng, đâu là động lực để chúng ta có thể trở lại với một con người bình thường, đó chính là gia đình. Nhưng mà khi gia đình chúng ta không quan tâm, gia đình chúng ta dạy, phụ huynh thì dạy là đừng bao giờ quan tâm đến chính trị nhá, đừng bao giờ chia sẻ những cái bài kia nhá, rất là nguy hiểm cho con, và đừng quan tâm đến những cái tệ nạn hoặc là những cái vấn đề mà liên quan đến chính trị. Thực ra nói chính trị thì có vẻ là hơi hơi căng, có vẻ là nó hơi cao cao xa, nhưng không phải, chính trị chính là quả trứng mà quý vị gửi ra cho con ăn đấy. Cha mẹ bảo là người ta làm gì thì kệ người ta, mày đừng có quan tâm, người ta làm gì cũng lờ đi, thấy cũng lờ đi. Phụ huynh dạy con như vậy thì hỏi làm sao, và con cũng được trên đường, trên trường lại được học theo một cái nền giáo dục chưa chuẩn mực, chưa chuẩn, cho nên là sẽ nhận thức sai và trở nên thờ ơ vô cảm, không có lý tưởng sống, không hiểu giá trị của cuộc sống và không tôn trọng mạng sống của chính mình, không tôn trọng những người xung quanh và gia đình, không có tình yêu thương đối với gia đình. Có một người bạn về Việt Nam và nói rằng ấy, ở Việt Nam mình thấy là hình như người ta không không coi trọng mạng sống, và hình như là mạng sống của họ rất là mong manh. Tại sao vậy? Thì đi ra đường thấy ăn uống cái gì cũng độc hại, rồi đi xe thì rất là ẩu, đi xe không có luật lệ, đi đường xá thì rất là nguy hiểm, rồi mọi thứ xung quanh con người rất là vô cảm, dẫn đến mạng sống của chúng ta cũng không hề được tôn trọng. Mạng sống của chúng ta rất không biết là ngày mai chúng ta sẽ chết hay là ngày hôm nay, không, chúng ta không luôn sống trong một cái tình trạng mơ hồ và kiểu như là sống vì là mình được sinh ra, chứ không phải sống, cũng không phải là tồn tại nữa, mà đó là chúng ta đang chết từ từ. Chúng ta đang cố gắng thở và chết từ từ, chứ không phải là sống, cũng không phải là tồn tại nữa, bởi vì chúng ta không có những kỹ năng để tồn tại. Quý vị phụ huynh, dạy con cách tồn tại là đừng quan tâm đến xã hội, dạy con cách tồn tại là đừng quan tâm đến những vấn nạn trong cuộc sống. Đó chính là cách mà quý vị dạy con đang chết từ từ. Khi chúng ta đang sống ở trong một xã hội và có quá nhiều những bất công, có quá nhiều những vấn nạn, mà chúng ta càng cấm con mình tránh xa nó, thì bản tính của chúng tôi là cái gì càng cấm chúng tôi càng tò mò, cái gì càng cấm thì chúng tôi càng tìm hiểu. Vì thế nếu mà quý vị cấm chúng tôi sử dụng ma túy thì chắc chắn là giới trẻ sẽ càng tò mò khi mà nền tảng kiến thức không có. Ví dụ như chúng ta vào quán bar, các Linh cũng đã từng vào quán bar thấy các bạn trẻ chơi bóng cười rất là nhiều, thì có lẽ các bạn ý nghĩ rằng chơi bóng cười nó sẽ có ảnh hưởng nhưng rất ít, hoặc là thôi cũng không sao, chơi cho vui, chơi cho biết thôi, chơi chơi một lần hai lần không sao đâu. Khi mà chúng ta không có kiến thức về cái sự ảnh hưởng của nó và chúng ta không hề tôn trọng mạng sống của chúng ta, không tôn trọng giá trị của cuộc sống, thì chúng ta xem đó là những thứ bình thường, những thứ nguy hiểm đó là những thứ bình thường, những thứ nguy hiểm đó là nó chỉ là chơi cho vui và cho thỏa mãn tính tò mò thôi. Nhưng biết đâu từ cái nhỏ đó nó sẽ nhân lên cái lớn, và ở nhà phụ huynh đâu biết đâu, con cái đi học ở ngoài này làm sao phụ huynh biết được, phụ huynh biết được là đi chơi như nào và học hành ra sao, cứ tin con
Xin phụ huynh đừng tin con và hãy thay đổi cái cách giáo dục của mình đi. Hãy cho con của quý vị quan tâm đến, đặc biệt đến những vấn nạn của xã hội. Hãy quan tâm đến những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Thì chúng ta mới nhận nhận ra rằng đó là những điều kinh khủng và cần phải loại bỏ, cần phải thay đổi, cần phải giảm bớt để cho xã hội mà chúng ta đang sống sẽ tốt hơn, và chúng ta cần phải có trách nhiệm với những cái vấn nạn đó. Chúng ta mỗi công dân chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với mỗi vấn nạn trong cuộc sống. Các trách nhiệm đó là gì? Trách nhiệm đó là chúng ta thấy những điều không tốt thì chúng ta phải lên tiếng, chúng ta phải thay đổi, phải yêu cầu thay đổi. Và chính chúng ta cũng thay đổi trong trong con người mình, chính chúng ta cũng thay đổi trong nhận thức của mình, con người mình. Mỗi chúng ta không không mỗi chúng ta không không phải chặn lão phu tử vì nói nhiều quá, nói những cái người ta không muốn nghe. Khi chúng ta không quan tâm thì chúng ta sẽ dễ dàng sa ngã. Và nếu chúng ta là những công dân và chúng ta quan tâm thì mỗi chúng ta cần phải đã thay đổi trong mình chính là góp phần để làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Và Cát Linh thấy rằng phụ huynh cần phải thay đổi cái cách dạy con ngay trong chính gia đình của mình, bởi vì phụ huynh là người gần nhất đối với con và là những cái tấm gương để cho con học học theo. Chúng ta đang sống ở một trong thế giới văn minh, chúng ta không thể dạy giáo dục theo cái phương pháp cũ, không thể là chỉ cần gửi gạo rồi cho tiền là con sẽ ngoan ngoãn. Không phải đâu, các vị đang làm cho con hư đấy. Các vị thay vì các vị dạy con gửi đồ ăn ra, các vị sao không bảo là tại sao ở đây lại có nhiều những tệ nạn, đặc biệt là thực phẩm bẩn như thế? Tại sao thực phẩm bẩn càng ngày càng nhiều như thế, thực phẩm tàu, thực phẩm lậu từ Trung Quốc, hóa chất nhiều như thế mà chúng ta, các con là thanh niên, tại sao con lại không lên tiếng cho điều đó? Tại sao con không yêu cầu những bộ ngành có chức năng, có thẩm quyền giải quyết? Đó chính là tệ nạn. Chúng ta trả lương cho những bộ phận để họ quản lý cái việc đó. Là con, là thanh niên, con cần phải quan tâm đến những việc đó, bởi vì nó ảnh hưởng cho con và ảnh hưởng cả mẹ nữa, cả bố mẹ nữa. Bởi vì tâm lý bố mẹ luôn 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 lo lắng cho con, khi con đi ra ngoài kia, con đi học, đi chợ, đi ăn, đi chơi, bố mẹ rất lo lắng về thực phẩm bẩn, nó sẽ ảnh hưởng đến con của bố mẹ đấy. Cũng là một cách để chúng ta giáo dục con cái. Tại sao quý vị lại bảo là đừng quan tâm con ơi, kệ nó, ai nói gì thì nói kệ đi. Vì thế các vị đang phải trả giá vì hiện nay tệ nạn mà con cái, sinh viên, học sinh phá thai, nạo phá thai rất là nhiều, sinh viên, học sinh mại dâm rất là nhiều. Vì sao? Vì đồng tiền. Thay vì các vị giáo dục con kiếm tiền một cách lành mạnh, tự tư duy độc lập, tự độc lập đi học cũng tự độc lập, không phải, ít nhất không phải xin tiền bố mẹ để sinh hoạt. Thay vì các vị dạy con tính độc lập kiếm tiền, tính độc lập kiếm tiền một cách lành mạnh, thì các vị lại cho con tiền rất nhiều và bảo con đừng quan tâm đến những người khác. Đó là cách quý vị đưa con mình trở nên vô cảm, trở nên thờ ơ đối với những vấn nạn của xã hội và những người xung quanh. Điều đó hy vọng rằng các vị sẽ, nếu quý vị phụ huynh nghe được những lời chia sẻ của Cát Linh thì sẽ suy nghĩ lại và có một cái cách nhìn rộng hơn ở trong một cái thế giới mà chúng ta đang sống, một thế giới văn minh nhưng có rất nhiều tệ nạn. Hy vọng rằng con của tất cả quý vị phụ huynh và đặc biệt là các bạn giới trẻ sẽ quan tâm đến những vấn đề xã hội, và chúng ta là những thanh niên, chúng ta cần phải quan tâm, nhất định phải quan tâm, để chúng ta không phải lo lắng, ít nhất là đời con cháu của chúng ta sẽ không phải lo lắng nhiều như bố mẹ của các bạn hiện nay. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi các link.